Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn chị Thúy giao lưu phôi hoa giấy đế rất là đẹp khủng luôn nha bà con. Dạ, cây cây này là hàng VIP không nha, dáng rất là đẹp luôn. Mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn chị Thúy ạ. À, Làm cho chị. chào anh, chào cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip rồi á. Bữa nay em lên một số phôi, mong cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn em ạ. Dạ, không làm mất thời gian, em xin vào cây số 1 ạ. Cây đầu tiên Hoành số cổ em đo được là 33 ạ. Tổng chiều dài nó là 67 ạ. Sổ đế của nó là 43 ạ. Bệ em đo được là 70 ạ. Cây mã số 1 này em xin giao lưu là 600k ạ. Em bao gồm phí ship nha bà con. Em chúc chậu quá bầu nha bà con. Cây rất là già, cây dáng bệ nó rất là bự nha bà con. rất là đẹp. Bệ đặt. Lên tiếp mã số 2 ạ. Hình cổ em đo được là 37 ạ. Tổng chiều dài của nó là 64 ạ. Sổ đế của nó là 47 ạ. Bề em đo được là 65 ạ. Cây mã số 2 này em xin giao lưu là 850k ạ. Cây rất là già cây luôn. Bà con mình kiếm mấy rất cái là cây già, này cây nó cũng mốc xanh hết rồi nha bà con. Cây này rất là già nha bà con. Kiếm mấy cái cây này sưu tầm cũng hơi bị khó ạ. Lên tiếp mã số 3 ạ. Cổ em đo ngay đây được là 44 ạ. Tổng chiều dài của nó là 80 ạ. Cây dáng trực. Sổ đế của nó là 44 ạ. Bệ của nó em đo được là 66 ạ. Cây mã số 3 này em xin giao lưu là 850k ạ. Em bao gồm phí ship nha bà con. Em chúc chậu quá bầu nha bà con. Lên tiếp mã số 4 ạ. Hình cổ em đo được là 40 ạ. Tổng chiều dài của nó là 80 ạ. Sổ đế của nó là 42 ạ. Bệ em đo được là 56 ạ. Cây mã số 4 này em xin giao lưu là 650k ạ. Cây bệ đặc khích luôn. Chi tàn rất là nhiều nha bà con. Lên tiếp mã số 5 ạ. Hình cổ em đo được là 38 ạ. Tổng chiều dài của nó là 74 ạ. Sổ đế của nó là 41 ạ. Bệ em đo được là 78 ạ. Cây mã số 5 em xin giao lưu là 900k ạ. Dạ, em lên tiếp mã số 6 ạ. Vành cổ em đo được là 39 ạ. Tổng chiều dài của nó là 97 ạ. Sổ đế của nó là 52 ạ. Bà em đo được là 68 ạ.
Cây mã số 6 này em xin giao lưu là 750 ạ. Em bao gồm phí ship nha bà con, em chúc chậu quá bầu nha bà con. Lên tiếp mã số 7 ạ. Cây già cây được nổi da me đóng móc vậy mình cổ em đo được là 47 ạ. Tổng chiều dài nó 78 ạ. Số đế nó 43 ạ. Bệ nó em đo được là 70 ạ. Cái mã số 7 này em xin giao lưu là 700k ạ. Chi tàn rất là nhiều nha bà con. Bệ to đặt kín, không có khe hở luôn. Lên tiếp mã số 8. Tiếp theo một cây dáng đế rất là quái. Cổ em đâu 42 ạ. Tổng chiều dài của nó là 78 ạ. Số đế của nó là 43 ạ. Rồi cái bệ của nó được 63 ạ. Cây mã số 8 này em xin giao lưu là 650k ạ. Lên tiếp mã số 9 ạ. Cây dáng trực nha bà con. Mình có em ra được là 33 ạ. Tổng chiều dài của nó là 78 ạ. Số đế của nó là 43 ạ. Vậy nó em đo được là 67 ạ. Cây mã số 9 thì em xin giao lưu là 700k ạ. Lên tiếp mã số 10 ạ. Cổ em đo được là 36 ạ. Cây già móc đẹp. Tổng chiều dài của nó là 63 ạ. Số đế của nó là 41 ạ. Bệ nó em đo được là 61 ạ. Cây mã số 10 này em xin giao lưu là 550k ạ. 550 nha bà con. Lên tiếp mã số 11 ạ. Thuyền lên nghe bộ thở mạnh dữ ạ. Cây quá nặng luôn con ơi. Dạ mình cổ đo được là 37 ạ. Tổng chiều dài nó là 68 ạ. Số đế nó là 46 ạ. Đế có cục ruột quá đẹp. Đo được ngay cái bệ của nó là 72 ạ. Cái mã số 11 này em xin giao lưu là 600k ạ. Cái này nó có cái guồng ở đây nha bà con. 600k em bao gồm với ship nha bà con. Em chúc chậu quá bầu nha bà con. Lên tiếp mã số 12 ạ. Mình có em đo được là 37 ạ. Cái này nó dán 23 nha bà con. Tổng chiều dài của nó là 66 ạ. Số đế của nó là 41 ạ. Đo được cái bệ của nó là 70 ạ. Cây mã số 12 này em xin giao lưu là 600k ạ. Lên tiếp mã số 13 ạ. Theo cái chân dài. Cây này cao hay không? Mình có em đo được là 33 ạ. Cây này cao nhưng mà con. Cây này về ghép ngũ sắc mà cây khủng luôn là quá tuyệt vời. Dạ, tổng chiều dài của nó là 101 ạ. Số đế của nó là 40 ạ.
Bệ của nó em đo được là 75 ạ. Cây mã số 13 này em xin giao lưu là 750k ạ. Lên tiếp mã số 14 ạ. Dạ. Cổ em đo được là 31 ạ. Tổng chiều dài của nó là 60 ạ. Sổ đế của nó là 38 ạ. Bệ của nó em đo được là 68 ạ. Cây mã số 14 này em xin giao lưu là 500k ạ. Em bao gồm với ship nha bà con, em chúc cậu quá bầu nha bà con. Lên tiếp mã số 15 ạ. Hình cổ em đo được là 33 ạ. Tổng chiều dài của nó là 78 ạ. Sổ đế của nó là 47 ạ. Em đo được cái bệ của nó là 65 ạ. Cây mã số 15 này em xin giao lưu là 550k ạ. Lên tiếp mã số 16 ạ. Cây này lùng lực ghép siêu bông là nhức nách luôn. Cổ em đo được là 39 ạ. Tổng chiều dài của nó là 76 ạ. Sổ đế của nó là 46 ạ. Bệ nó em đo được là 72 ạ. Cây mã số 16 này em xin giao lưu là 700k ạ. Chi tàn rất là nhiều nha bà con. Cây này rất là già cây rồi nha bà con. Em lên tiếp mã số 17 ạ. Cây chân dài, tông một cốt, hai tầng. Cổ em đo được là 33 ạ. Tổng chiều dài của nó là 102 ạ. Sổ đế của nó là 39 ạ. Đo cái bệ của nó được là 61 ạ. Cây mã số 17 này em xin giao lưu là 650k ạ. Lên tiếp mã số 18. Cây dài bà con mình về ghép chi mâm ra cũng đã luôn. Tiếp theo 18. Hình cổ em đo được là 41 ạ. Tổng chiều dài của nó là 50 ạ. Sổ đế của nó là 34 ạ. Bệ em đo được là 66 ạ. Cây mã số 18 này em xin giao lưu là 650k ạ. Và em lên tiếp mã số 19 ạ. Cổ em đo được là 27 ạ. Tổng chiều dài của nó là 65 ạ. Sổ đế của nó là 39 ạ. Bệ em đo được là 58 ạ. Cây mã số 19 này em xin giao lưu là 400k ạ. Lên tiếp mã số 20 ạ. Mươi mình có em đo được là 26 ạ. Tổng chiều dài nó là 79 ạ. Sổ đế của nó là 39 ạ.
Vậy em đo được là 56 ạ. Cây mã số 20 này em xin giao lưu là 400k ạ. Em bao gồm phí ship nha bà con, em chúc chậu quả bầu nha bà con. Dạ, cây mã số 20 này cũng là cây mã cuối clip. Em cảm ơn cô chú đã ủng hộ em những clip rồi, em xin cảm ơn ạ. Em cảm ơn chị Thúy nha, cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Hy vọng bà con sẽ thợ nhãn và chốt những cây đẹp như thế này nha bà con. Hàng này là cũng rất là ít có và chất lượng lắm nha. Rồi, mến chào bà con, hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo.